bà số đấy bằng ổn ngày nay cứ riệp tiệt đấy riệp CPU AMD tiệt đấy bà chấm muối system này đấy cứ nhầm riệp CPU AMD A8K100 mà đại vi smart nâng system Intel Core i5 chấm non ti 7 có vấn đề vi khăng chieng Core i5 chấm non ti 7 tích tông tha vi mịch tới chúng mơ spec vi ở khnia ok ni bông bông khơi hot ni chi spec CPU nâng cứ vi khăng chieng Intel Core i5 chấm non ti 7 tích pô vi 4 core bộc nâng 6 GPU bạt hay một tiết away đại pisas samrap CPU A8K100 crop ni phong đai chumpu spec CPU ni cứ vi pisas một tiết na à lâu bông bông mơ na nhóm mặt miền ban riệp which a AMD tế nhóm ban riệp GPU AMD tế có phần tai nhóm ban upgrade CPU nước tạm online chứng đập bên nhóm upgrade về online tứ cứ CPU crop nâng cứ việc ban mà chuyện tha cứ về miền của mỗi GPU nơi nó không chip bỏ CPU nâng nệ thế cứ nó bên nhóm upgrade về online tứ cứ việc là CPU AMD Radeon A7 graphic mau mà chuẩn tiệt. Chẳng biết thua ai GPU bao nhiêu cứ làm đào tập pi cột có vận tải GPU nè. Galas và Galas GTX đào cả mùi hà có vận tải GPU đại chuột nó không ngờ CPU cột nâng nó phải để nhóm upgrade về online máu cứ việc làm cả mùi cả mùi GPU tiệt nên system bao vía bà. Này nhé cứ buôn khó bốc nâng cả mùi GPU nó phải để nhóm upgrade về online. Chẳng CPU cột nè cứ cầm lang khăng mình tên cứ khăng chương Core i5 chấm non ti 7 bà. Ok chương CPU crop này cứ AMD crop này cứ khăng bạn. Về tôm tận năng chấm non tìm bớt khoai pha mến có phần tái việc bố của mỗi GPU bỏ AMD Radeon A7 graphic mà chuẩn tiện là phải để dựng upgrade online. Ok, chương này cứ chỉ là khả năng phải xe bỏ CPU crop năng bạn.